Thị trường di động luôn sôi động với ngày càng nhiều các thiết bị di động đổi mới về kiểu dáng, tính năng và có lẽ chưa bao giờ giá smartphone lại rẻ như hiện tại. Khi mà những sản phẩm cấu hình cao tưởng chừng như chỉ có những siêu phẩm cao cấp giá xấp xỉ trên dưới chục triệu, thì giờ đây ở phân khúc tầm trung giá rẻ, tầm 4 triệu là bạn đã có thể sở hữu một chiếc smartphone hiệu năng mạnh mẽ. Để kiểm chứng điều này thì Fan sẽ giới thiệu đến các bạn top 5 smartphone cấu hình khủng san bằng phân khúc 4 triệu. Đầu tiên đó chính là Xiaomi Redmi Note 2, một sản phẩm đã sẵn hàng tại di động thông minh với mức giá 3.790.000 đồng, là smartphone được tìm kiếm và quan tâm nhiều nhất trong những ngày qua bởi mức giá không tưởng khi nhìn vào cấu hình của nó. Bên cạnh màn hình lớn 5,5 inch độ phân giải cao, Full HD, tấm nền IPS cho hiển thị sắc nét, màu sắc chân thực, góc nhìn rộng, Xiaomi Redmi Note 2 được trang bị con chip gần như mạnh nhất của MediaTek Helio X10 MTK6795 8x64 bit, có dung nhịp tới 2GHz và bộ nhớ trong 16GB. Ngoài ra nó cũng có RAM 2GB, chip xử lý đồ họa GPU PowerVR G6200 mạnh mẽ với điểm AnTuTu đạt khoảng 44-47.000. Con chip Helio X10 này trong bài test với chip S810 của Qualcomm gần như ngang ngửa và nó vốn chỉ được sử dụng trên những thiết bị cao cấp như Meizu MX5 và HTC E9 thì giờ trên Redmi Note 2 chưa đến 4 triệu cũng đã được sở hữu. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có điểm mạnh đó là về pin dung lượng cao 3060mAh, hỗ trợ 2 SIM và bộ đôi camera cũng khá ấn tượng 13MP và 5MP sử dụng cảm biến của Omni Vision. Sản phẩm thay thế đáng giá tiếp theo trong phân khúc này lại là một thiết bị mang thương hiệu của Trung Quốc, Huawei X3. Những gì mà các dòng sản phẩm của Huawei mang lại đang chứng tỏ một điều ngược lại so với định kiến về hàng tàu kém chất lượng, của rẻ là của ôi. Bằng chứng là chiếc điện thoại Huawei X3 mới đây với giá đang được bán ở di động thông minh chưa đến 4 triệu, chỉ 3.890.000 đồng, nhưng lại sở hữu một phần cứng mạnh. Huawei X3 được trang bị màn hình Full HD với một độ điểm ảnh cao 441 PPI và chạy bộ vi xử lý 8 nhân do Huawei nghiên cứu là 2 Silicon Kirin 920, bộ nhớ RAM 2GB đi kèm bộ nhớ trong 16GB và có hỗ trợ khe cắm thẻ microSD lên tới 64GB. Cấu hình này khá ngang ngửa so với con chip S800 và S801 của Qualcomm khi điểm AnTuTu của nó cũng dễ dàng đạt hơn 40.000 điểm. Ngoài ra Huawei X3 còn có một số điểm nổi bật khá giống Redmi Note 2 như đều có camera chất lượng 13MP và 5MP hay cũng có pin lớn 3000mAh. Nhưng thiết kế của Huawei X3 lại đẹp hơn khá nhiều khi nó cầm nhỏ gọn, vừa tay, hai chất liệu hai mặt bằng kính nhìn sang trọng hơn vỏ nhựa trên Redmi Note 2 khá nhiều. Ứng viên thứ 3 trong phân khúc này là Lenovo K3 Note với giá 3.690.000 đồng. Lenovo K3 Note có thiết kế và chất lượng gia công khá giống Redmi Note 2, cùng là vỏ nhựa có thể tháo rời, cùng hỗ trợ 2 SIM hay các chi tiết phần cứng đều tương đồng nhau như màn hình 5,5 inch Full HD IPS, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, nhưng sẽ có sự khác biệt với con chip xử lý. Cụ thể, con chip MediaTek MT6752 8x 1.7GHz trên K3 Note sẽ không thể mạnh như Helio X10 trên Redmi Note 2, nhưng nó cũng dễ dàng chơi mọi game đỉnh nhất hiện nay. Điểm AnTuTu của nó cũng đạt hơn 40.000 điểm, với mức giá rẻ hơn khoảng 100.000 so với Redmi Note 2 thì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Một thiết bị đồng hương nữa cũng đến từ Lenovo đó là P70, một thiết bị chính hãng có giá 4.390.000 đồng. Đang bán tại di động thông minh cũng là một lựa chọn khá tốt khi nó có một cấu hình phần cứng đều tương đồng như K3 Note về con chip xử lý MTK6752 8x1.7GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, camera 13MP và 5MP. Mặc dù có kích thước màn hình 5 inch và độ phân giải thấp hơn chỉ là HD, nhưng bù lại P70 lại có một thiết kế mạnh mẽ, nam tính, nhỏ gọn, dễ cầm nắm hơn K3 Note. Ngoài ra dung lượng pin lên đến 4000mAh sẽ là ưu điểm tuyệt đối khi nó cho thời gian trải nghiệm ấn tượng. Cuối cùng, chế độ chính sách bảo hành chính hãng yên tâm nhất 12 tháng cho P70 sẽ dành cho những bạn nào cần tìm một thiết bị cấu hình cao nhưng vẫn muốn ăn chắc mặc bền. Và cuối cùng, nếu các bạn thích một sản phẩm có cấu hình cao toàn diện với con chip Qualcomm thì đại diện đến từ Hàn Quốc Sky A900 với giá 4.490.000 đồng
sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ngoài thiết kế trẻ trung đẹp mắt, nó có màn hình lớn 5,6 inch, IPS LCD hiển thị siêu sáng và đẹp mắt. A900 có một cấu hình mạnh mẽ với con chip Snapdragon 800, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Nó có thể chiếm mọi game đỉnh cao. Cấu hình của Sky A900 cũng ngang ngửa với tất cả 3 sản phẩm mình vừa kể trên. Nhưng điểm đặc biệt hơn nữa của nó chính là được trang bị bảo mật vân tay, tính năng thường chỉ thấy ở các sản phẩm cao cấp đắt tiền. Tính năng này cho phép người dùng Sky A900 mở khóa bằng vân tay, bảo mật dữ liệu riêng tư, hay một số tính năng hấp dẫn như phẩy tay chuyển ảnh, nhạc, nhận cuộc gọi cũng rất đáng để trải nghiệm. Mặc dù mức giá có cao hơn so với những thiết bị kể trên nhưng mình nghĩ hoàn toàn xứng đáng, bởi nó còn được trang bị một bộ phụ kiện chất lượng đi kèm, đáng giá cả triệu đồng. Đó sẽ là hai viên pin dung lượng cao, 3150mAh, một đốc sạc, tai nghe cao cấp chất lượng cùng bộ sạc cáp hỗ trợ tới hai dòng da, trong khi những sản phẩm như Redmi Note 2 và Cabanote lại không tai nghe hay đầy đủ như vậy. Và vừa rồi là top 5 siêu phẩm đáng giá nhất trong phân khúc 4 triệu. Điểm chung của các sản phẩm này không những có cấu hình khủng mà còn được trang bị camera độ phân giải rất cao với camera chính 13MP cùng viên pin có dung lượng trên 3000mAh. Hy vọng rằng các bạn đã có những cái nhìn khác về những sản phẩm ở phân khúc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.